mũ rồi giờ gì mắc kẻ ta. Cái thế không? Chị nói rồi để làm nhà lại đi rồi. Thiệt giá vậy đó hả? Có bớt trời giá quen qua đâu qua cái người đó nói đó, tiền mặt thì đó nó lời hơn cả 20 nè. Đi gửi về rồi còn lại bị mót đi đi chị thì nó đặt tủ đó mà không biết đặt ở đâu vậy, chỉ sợ tưng thôi, tụi nghiệp tưng vậy thôi, chứ còn đó về cái gì thì mình bắt được không bắt nhớ mà. Ừ. Bữa đó ít có mua đồ đó. Tao rồi không mua. Chị cái nào chị kẹt là ấy đồ chị mới mua thôi, chứ chị thấy cái nào nhóm mua là mua, không mua thôi, chứ không có ít có thiếu tiền tiệm tiền này của kia, có ai còn thiếu là phải lo trả cho một hơi, chứ không có kiểu mà mua rồi cầm dầm cầm chèo người ta. Ủa rồi có điện thằng chưa? Nó kêu ghé ở đây điện nó đây. Nhỏ cái này nè, nhỏ cái chị bữa nó mua tủ rồi đó. Nó nói nó mua bộ đồ bà ba gì mới mua đó. Dạ. Điện nó ơi. Nó đào đang đậu nhà chị nè, kêu nó đừng về kịp mua luôn. Phải đi đi học hay gì? Đưa đi học mới, chạy đi rồi nãy giờ về rồi đó, mà không biết về Tết chưa đó. Đứa nó nhà nó đi ruộng nữa, nó trả cho tôi vay được nhiêu vậy? Chắc cũng nhiều rồi, rồi có trả rồi, tháng có trả lần vậy đó hả? Dạ. Chứ đợt này không có phải không? Thì tôi kéo đi dơ cho nó ra xuống rồi, nó đi ruộng đâu mất mẹ rồi, hai chồng đi đặt cua hay gì đâu mất tiền. Nó trả được rồi, nên tháng gấp lần, gấp giờ không lên vậy đó. Lãnh lương hay gì á hả? Lãnh lương đâu, đi đặt cua. Mua vé số nhóc hết trơn, mình không có trúng nữa. Vé số? Tự quan mua vé số bỏ đây bóp luôn, mình không trúng mẹ này, trả tiền cho chiếu với Nga, cho bác thơ. Dạ. 100 phải không? 245 hả? Dạ. Chứ coi cái tiền rẻ đi cho này vô khỏi công thì thối. Ví dụ dụng đi. Để bớt nhẹ bớt bớt không? Để với 2.000 hơn ăn lên nó là. Rồi cảm ơn luôn. Gì thêm nữa không, nhớ mua gì thêm nữa không? Nay không ai mua chuyện trời. Có ghé thằng Giang Thành kia này điện nó chưa? Điện rồi đó, không có xuống mua. Đằng sau rồi. Vậy đó, thế được sao còn lần nữa cái Tết mà. Hai lần nữa đi Tết xuống hai lần. Vậy thôi để cái đi Phú Quỳnh không mẹ không có tiền hết mẹ con té khó không mua. Ly mua này kia đồ Tết nhất.
Thôi để gần gần đi chứ giờ chưa tới Tết chưa có nhậu đâu. Dạ, chưa có nhậu. Bán cái ly uống bia bể hết trơn rồi đặt mua mày đó rồi giờ thấy nhỏ bể luôn. Chị tới 30 mình xuống nữa hả? Dạ. Ờ tới 30 mình xuống thôi. Giờ thấy tôm anh chạy đêm được 200 những đó thì thấy mấy chục ngàn à. Chưa có khi nào mà tệ chứ giờ nó hôm trước cũng tệ ra cũng được 300. Hai xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Cảm ơn cả nhà đến với Bích Nhỏ Trên Sông của cái hàng vlog. Giờ mình chuẩn bị nấu cơm nè. Bữa nay thì mua được ít cá chạch. Cái hạt này nó kêu cá chạch quế nha. Cá chạch quế nha. Chạch này hồi mình sẽ kho nghệ. Kho nghệ. Cái này nè em nè, Út Lo mua được mấy củ nghệ nè. Nghệ này là nghệ tư luôn nha. Bông cải này mình làm món gì ta? Bông cải thì mình sẽ nấu canh với giò heo. Bông cải còn mớ giò heo ha, hầm với bông cải. Cá chạch kho nghệ mình sắc ra ha. Sắc hai ra. Sắc hai ra tại cá này nó hơi bự. Rồi rồi mình ướp luôn. Ướp cá chạch thì mình cho thêm nước mắm nè. Cho nước mắm ta. Nước mắm không ha. Ừ. Đường một ngọt thì hồi mình bắt lên mình kho để xào. Ừ. Cá này nó mềm ha. Ừ. Cá chạch này chắc mình đầu cái nuôi quá, không có hiển nhiên. Ngày đó giờ mình cũng ít ăn cá chạch quế nữa. Nghệ thì mình sẽ gọt ra. Nghệ vàng dữ luôn. Đúng là vàng của nghệ, vàng tươi luôn. Cái này mình không có nghệ tươi thì mình có thể mình kho nghệ bột cũng được. Mà nghệ tươi thì kho nó thơm hơn. Nghệ bột ha. Ừ. Thì mình có nghệ tươi thì nói vậy. Nghệ tươi ăn sẽ ngon hơn. Còn không có thì bắt đất dĩ thì phải chịu. Nghệ này hồi mình đâm vừa vừa thôi ha. Ừ. Cạo người cái tay của em là dính nghệ chưa. Ừ. Ở bên đây mình bắt nước lên thì mình trụng mấy giò heo. Trụng sơ á cho nên cái giò heo mình nó sạch. Giò heo mình trụng thì nước thì sôi rồi mình để vô. Sôi lên một dạo là mình vớt ra được rồi. Mình trụng như là mình nấu cái nước ấy, nó trắng à. Ừ. Trong nó trắng à nè. Nó trong là mình nó sạch nó không bị hôi. Cái này nếu mà mình có gừng hay là có gì hành hoặc là hành gừng nữa. Để cho gió thơm cũng được. Trụng này nó đục rồi nè. Ừ. Ở bên sông có xe đồ tươi bán củ ấu nha. Mà phải có lột sẵn nha. Ừ. Mua đem về đây mình hầm giò heo. Mình hầm giò heo cũng ngon lắm. Mà con cá nếu mà nó chưa lột á thì ăn khó lắm. Lột lâu dữ dằn. Bông cải. Bông cải mình lấy luôn cái cùi ha. Ừ. Cùi với ăn bụi. Ừ, bụi giòn. Còn cái bông cải ăn mềm. Củ ấu mà mình biết lột mình lột mới được chứ không biết lột lột nát hết. Ừ. Nay mình đậu ở đây cái view ở xa cũng đẹp, nguyên cái vườn chuối. Chuối chín nhóc, ủa chuối già chín nhóc chứ. Hồi lên sinh ta già chảy xuống chấm cá nè. Chuối đó chuối lá xiêm. Chuối lá xiêm. Ý nó là nó già, chứ không phải là chuối già cui. Em tưởng là nó chuối già cui. Ừ, chuối già. Thường ở quê người ta cũng kêu bằng chuối già không à. Chuối già chứ không có cui ha. Chuối già cui. Mình trụng xong thì mình sẽ bắt nước lên. Xong chút xíu sau thì mình sẽ cho giò heo trước ha. Ừ, giò heo vô hành. Giò heo thì nó có bộ bên này nó hơi dai ạ. À. Hơi dai hả? Dai nó hơi dày. Chắc này thì mình đậu đây cũng chưa chiều. Hơi chưa trưa. Ăn nấu cơm, nấu cơm xong rồi đầu mình mới đi bán tiếp. Bữa nay coi như mình ăn cơm trưa vậy. Bữa nay nước không rộng không ha. Ừ. Nước đây tiếp Tết thì bắt đầu bớt rộng rồi. Nó không rộng đi khỏe. Ừ. Muốn đi giờ nào đi, muốn đậu giờ nào đậu. Còn nước dòng nghe là đôi khi hai chồng mình đi sáng không ăn gì hết á. Đi tầm khoảng tới 1 2 giờ bắt đầu mới nấu cơm ăn. Đi gán không? Ừ. Ngoài trời thì mưa luôn nha. À, chỉ mưa luôn rồi. À, xong phim. Mỗi lần nấu cơm mỗi lần mưa, ngộ chứ. Cái này có gọi là mưa sưng chưa ta? Chưa.
cuối năm. Cuối năm. Mưa này thì mình nghĩ chắc không lớn, tại vì chỉ có đám mây trên đầu thôi. Cái này gần Tết thì cũng không có mưa lớn nha. Ừ, mưa gạo. Mưa gạo ngang qua nó rồi. Cái bông cải này mình nấu chắc cũng mau rồi ha. Nấu mau. Để vô thì bắt đầu nó vừa mềm lại được. Cái này nếu mà chín quá nó cũng không ngon. Chín quá cái phần bông của nó bị gục. Để vô heo luôn nha, nước xin tim mình. Cho heo mình để vô, cái đầu mình sẽ cho đồ niêm vô. Này phanh nhiều ha. Em mua phanh, em không mua thịt nữa. Đổ hành. Để cho heo xong thì Út Lon sẽ cho muối nè. Đường một ngọt gì không? Đường. Muối với đường. Với hạt nêm. Hạt nêm ha. Ngọt hầm nêm sao? À. Để hạt nêm vô đang cho cái nồi lẩu, ủa cái nồi canh mình đậm đà hơn. Cái nghệ này nãy hôm chiều mình sắc ra nhỏ nhỏ dễ đâm hơn không? Đâm dập nguyên cái rồi. Để nguyên cũ mình phải đâm cho nó kiểu như cho nó mạnh ngay đó, chứ không thôi là nó văng ra ngoài. Né nghệ. Đầm nó nhiều một chút. Tính dính tay lâu ra quá. Nghệ thì khi mình đâm á nó sẽ có cái mùi thơm. Ăn nghệ thì tốt cho bao tử nè. Tốt. Nghệ thường người ta uống chung với mật ong nữa. Ngâm với mật ong á. Ăn chị bao tử. Như lúc trước anh có uống mà. Ừ, lâu rồi. Do heo hầm của mình cũng vừa mềm rồi, sẽ cho bông cải vô. Bông cải này mình hầm chắc cũng chừng 2-3 phút gì được. Ừ. Bông cải này nó cũng mau chín. Ừ. Để vừa chín tới ăn nó giòn nó ngon hơn. Nhưng mà chín quá cái đầu bông nó sẽ bị mềm. Ừ. Để cho nó xanh đẹp lên. Ừ. Để bông cải xong thì mình sẽ nêm gia vị lên luôn. Hồi nãy mình để đường một ngọt, để đường với hạt nêm mà bây giờ mình sẽ cho thêm một ngọt. Cái đường nữa. Cái đường này ha. Ừ. Thử canh thì mình sẽ nêm lại cái. Thôi vừa ăn có thiếu gì không? Được. Ngọt cho hầm với tiêu nữa. Ngoài trời mưa không lớn, mưa lâm râm nãy giờ suốt. Tính ra nắng cũng cỡ 10 ngày nay rồi. Bắt đầu bữa nay mới đi bán thì trời ui gì đều đi bán khỏe hơn. Qua nắng dữ luôn á. Ừ. Canh mình cái này ngon nè. Xanh. Cải nó xanh ngon nha. Ngộ chứ. Xanh hơn mà. Xanh hơn lúc mà chưa. Lúc nó còn sống. Chưa, cho hành luôn hề. Cho hành vô. Hành xong thì sẽ cho thêm một ít tiêu. Canh có tiêu thì nó đậm ngon. Thơm, ấp cái nước nồng nồng. Bắt cá lên kho luôn. Mình sẽ thử tỏi xả trước nha. Cá kho nghệ thì mình khử cái nha. Ừ, xong mình sẽ cho nghệ luôn. Nghệ luôn. Nghệ màu vàng nhìn vàng sẫm luôn. Cá này thì có nghệ rồi, có màu sẵn mình thổi ăn cho nước màu cũng được. Mình cho nước màu ha. Ừ, cho cá vô. Cái này thì một hồi mình cho chỉ cho nó hơi sệt sệt nha. Ừ. Kiểu như không có khô cho nước nhiều. Khi nào mình ăn rau này kia thì mình sẽ để nước nhiều.
Nhưng mình ăn chung với rau sống thì mình sẽ cho nước nhiều chút. Rồi mình ăn với chanh thôi, hay sạch sạch lại chút. Cá xăng này sẽ cho nước đi. Rồi đâu mình sẽ để lửa liu riu, lửa nhỏ nhỏ lửa lại. Giờ mình sẽ cho ít gia vị vô luôn. Hồi nãy trong đây thì còn chỉ có ướp một miếng nước mắm. Giờ mình cho đường một ngọt vô. Vàng tí muối à. Muối cho cá mình ăn bở nè. Cá mình thịt nó chắc. Với hạt nêm. Cái con cá chạch đồng của mình á, kho nghệ cũng ngon. Ở đây thì đâu có bán cá chạch đồng nữa. Ở đây hả? Ít. Ở trên quê mình mới có. Không thấy. Ở trên quê mình thì mùa nước á, thì bắt đầu có cá chạch đồng nhiều. Cá chạch này nào dành ăn chưa ta? Chưa luôn. Cá chạch này nè, chưa hả? Có cái cá chạch mình thì ăn hoài, còn cá chạch quế này chưa ăn. Thấy thì nó ngon đó mà không biết ngon bằng cá chạch mình không. Thấy cái thịt nó cũng thấy nó mập ha. Rồi mình sẽ để nhỏ lửa mình kho lay gai. Nó hấm từ từ. Cho đến khi cái phần nước của mình nó sắc lại. Cá chạch của mình giờ nhìn thấy ngon rồi nè. Màu đẹp ha. Màu nghệ em. Mình kho này mình không để nước màu ha. Tại nó có màu nghệ sẵn rồi. Thôi thường phải để nước màu để cho cá của mình có cái màu nhìn cho nó dễ ăn. Mà chỉ có kho nghệ là khỏi để màu thôi. Giờ Út Lon chỉ việc là mình đảo cho con cá nó đều ra. Thấm đều hết. Phải kho tới khi cạn nước là được. Xin sợ thế giới này chắc không cạn nữa. Giờ chuẩn bị dọn cơm ăn, rồi múc canh giò heo ra. Ở đây mình hai chồng mình thì hít giò hơn cái phần thịt bắp ở trên nè. Bắp trên thì nạc không ăn kiểu nó hơi ngán à. Nên là Út Lon ưa mua cái phần dưới. Đây cái nồi à. Cá chắc cũng gần được rồi. Múc canh xong mình tắt luôn. Cái này mình kho cho nó lớn lửa lên để cho nước nó sắc xuống. Thật ra thì cá mình nó đã chín từ nãy giờ rồi. Thì hai chồng mình cũng nấu cơm rồi. Cá chạch này mình kho nghệ. Đây giò heo mình nấu với bông cải. Lon đang dầm mà ớt ra ăn nước mắm. Nước mắm thì mình để chấm vô heo. Đây, mời cả nhà dùng cơm với hai chồng mình nha. Ăn cơm nha. Ăn cá nè. Cơm bữa nay hơi sớm, ăn xong thì mình sẽ đi bán tiếp. Thịt cá dẻ ghê luôn. Một phần là cá nó dai, một phần nữa là mình kho mình để muối á. Thấy nguyên luôn nha. Nguyên luôn ha. Nhấp vô đầu mình luôn. Ăn cho nó dễ. Thịt cá dai thơm. Dạ. Ăn thơm xả với nghệ. Hồi nãy mình khử xả với nghệ cũng nhiều lắm á. Có thịt kiểu ăn hơi giòn giòn nè. Ngộ vậy. Ăn sực sực ha. Thật đó. Cái này hai chồng mình nói chung thì cũng mới ăn lần đầu. Cá chạch thì nào ngay ăn hồi xưa giờ mình ăn lâu. Còn cá này thì nào ngay cũng mới ăn. Hồi sáng thì Út Lon đi chợ Đầm Dơi á. Gặp thì người ta bán rồi mình mua thử. Ăn ngon không ngon thì mai mốt mua nữa. Cái này nó làm khô thì cũng ngon á. Cái này chiên sả ớt cũng ngon. Chiên sả ớt ha. Hai chồng mình cũng phái chiên sả ớt. Đa phần lâu lâu cá đâu kho ăn ngán á. Lâu sẽ làm món kho sả ớt. Cái nước này mình chan cơm ăn được không? Được. Cái này nãy em em kho cái vị nó như thế nào ta? Nó cũng không mặn quá, nó hơi vừa vừa ăn vậy thôi chứ không có kho mặn quá. Không mặn ha, mà cũng không lạc ha. Cũng không lạc. Tại vì mặn thì mình chan cơm thì nó cũng ngon. Sả có nè, nghệ có, ớt cũng có nè. Ăn thứ này không á.
thơm nghệ. Cái thịt nó dai mà kiểu mình xé không đứt, chỉ là cắn chỉ thắng rồi. Cái nước chấm này nếu mà mình có rau rồi mình chấm cũng được, ăn như là sống nó ngon, không dễ được luôn ha. Rồi sao mình thấy được thịt nó đây? Dai vậy nè. Mình vẽ này nè. Cái đuôi nó mềm hơn nè. Dạ khúc cơ luôn ha. Hay. Mời cả nhà khúc cá nha. Cá thịt quế. Thật luôn. Mình nghe cá thịt bùng nè, cá thịt lấu. Thịt lấu là bong bong đúng không? Cá thịt bự. Thịt dai. Ăn kiểu giòn giòn ha. Cố gắng ăn cái sực sực ha. Mà mình thấy nó cũng không tanh nè. Ăn cũng ngon. Mình sẽ cắp vô với cái cơm trắng. Béo à, ăn gì cũng béo. Cắp vô cơm trắng ăn cũng ngon á, hợp. Đuôi nó thấy ngon. Đuôi mà chắc béo lắm. Đuôi béo. Ăn thì hồi mỏ vàng khè. Nước sắp lớn. Mà sáng giờ như nước bình bình hoài không có cạn không? Nước lớn nè, tao tại việc lú. Chạy nước không? Nước này còn hết. Nên là hết thịt nè. Con cái ăn đầu mềm. Cái này thì ăn hơi cứng cứng. Thôi bồi ha. Bồi. Cháy không? Cháy giúp cái nước này. Cái này. Này mình phải kho cho nó mặn mặn nha. Ừ. Ăn sẽ ít ngán rồi. Thịt cá cắn luôn, không đứt ra. Ừ. Dính vào xương. Cái phần xương đó là dính luôn, chát. Kiểu nó dính mà nó sát vô xương. Đem cái
Ngon cái phần này quá. Đã chứ. Nghệ luôn. Lúc ăn cơm thì nắng. Ngày nắng mình dữ. Thì chơi sao giờ? Chỗ này mình nhìn xung quanh không có bóng bóng cây nào mát. Ở đây có gió. Ừ. Ừ. Mưa thì không có gió. Ừ. Này chạp cái chấm đi. Không chạp đi. Chạp mấy cái phanh. Mình khắc khúc khúc gọn gọn lên mình ăn dễ hơn ha. Ừ. Mình tính là dễ hả? Ăn gì nó cũng được đó. Nguyên luôn. Nè, dễ. Ừ, dễ được. Nhưng mà nó trắng nè. Kiểu như nó không có ra được nguyên cái miếng thịt đó. Ừ. Mình dễ vô đâu thì ra chỗ đó. Rồi cả nhà thì hai chồng mình cũng tranh thủ ăn bữa cơm. Còn để bán nước cái này cũng lớn rồi. Đây, sẽ kết thúc clip luôn. Cả nhà có xem được clip của mình đó thì đừng quên cho mình một like, xem như đăng ký kênh nha. Đây, bye bye. Chào tạm biệt cả nhà. Hẹn lại cả nhà clip sau.